Xin chào toàn thể quý anh chị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Trading Map, mình là Trần Hải. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ đi phân tích xu hướng giá vàng ở trong phiên ngày 22 tháng 10 năm 2024. Giá vàng ở trong phiên ngày 21 đã mở cửa ở mức 2723 và đóng cửa về mức 2720, thể hiện cho nó một cây nến đỏ giảm. Và chỗ này nó là một cây nến búa, thể hiện cho áp lực bán xuống ở trên này cũng rất là mạnh và áp lực chốt lời rất là mạnh. Vậy thì giá vàng ở trong phiên ngày hôm nay sẽ như thế nào? Mình sẽ đi phân tích. Trước tiên là mình sẽ điểm qua tin tức chính ở trong ngày hôm nay. Về ngày hôm nay chúng ta chỉ có tin vào lúc 9 giờ tối, tin về thành viên của FOMC ông Harker phát biểu và tin của chỉ số sản xuất Rigmo. Đây là hai tin rất là bình thường thôi, khi mà những cái tin này nó màu da cam biến động thì nó cũng chỉ tầm 5 đến 10 giá là cùng, không có quá lớn các bạn nhé. Thì chúng ta sẽ cùng chiến tin vào lúc 9 giờ tối nay. Về tin tức giá vàng thì giá vàng trong nước trên thị trường quốc tế thì giá vàng trong nước và trên thị trường quốc tế thì vẫn sôi sục ở đầu phiên trong tuần tới. Trong nước thì ngày 21 tháng 10 giá vàng miếng SJC, 4 ngân hàng thương mại đều đồng loạt điều chỉnh tăng thêm 2 triệu đồng trên một lượng, nên 86 triệu đồng trên một lượng mua vào và 88 triệu đồng trên một lượng bán ra. Vàng nhẫn thì lần đầu tiên vượt trên mốc 86 triệu đồng trên một lượng. Tới trưa, vàng nhẫn thương hiệu Doji thì đã tăng lên 86,65 triệu đồng trên một lượng. Trên thế giới thì giá vàng giao ngay ở mốc 21 tháng 10 cũng lập đỉnh cao lịch sử mới ở mức 2.733 đô trên một ounce, tương đương với 84,4 triệu đồng trên một lượng. Sau khi lần đầu vượt lên trên mốc 2.700 đô trên một ounce trong tuần trước. Như vậy thì giá vàng trong đầu năm nay và vàng thế giới đều tăng gần 32,5%. Giá vàng miếng SJC thì tăng 19%, trong khi mà giá vàng nhẫn thì tăng 37,5%. Giá vàng thế giới cũng như giá vàng trong nước tăng mạnh dù đồng đô la vẫn nhích lên. Chỉ số DXY đo lường so với 6 đồng tiền chủ chốt thì sáng nay đã tăng lên ngưỡng 103,5 điểm so với 100,7 điểm hồi tháng 9. 1 đồng USD mạnh lên nhưng mà giá vàng thì vẫn không ngừng tiếp tục tăng và lập đỉnh cao mới lịch sử. Vậy yếu tố nào khiến thế giới không sợ bỏng tay khi mà đổ tiền vào vàng và đã giá tăng lên rất cao? Liệu sắp tới có lao dốc hay không? Trên thực tế thì có rất nhiều những cái yếu tố đang ủng hộ cho giá vàng. Đó là một thế giới đầy bất ổn từ chính trị cho đến kinh tế, trong khi mà các giá hàng hóa leo thang nhiều năm gần đây, chuỗi sản xuất cũng bị đứt gãy nhiều nơi, thì nhiều quan hệ giữa các nước song phương đa phương càng ngày càng xấu đi. Căng thẳng giữa địa chính trị leo thang khi mà trên thế giới gần như ở Trung Đông và Ukraine hay bán đảo Triều Tiên, giới đầu tư chưa thấy điểm dừng cho sự căng thẳng này. Trung Đông thì đang trở thành một chảo lửa khi mà Israel mở nhiều mặt trận và có dấu hiệu là muốn trấn áp để sự ổn định trong khu vực. Gần đây là một tài liệu của Mỹ dò rỉ ra là trong đó nói về kế hoạch tấn công của Israel và Iran, và Tehran phóng gần 200 quả tên lửa đạn đạo vào lãnh thổ của Israel hôm ngày 1 tháng 10 vào nhà riêng của Thủ tướng Israel. Tại Ukraine thì Nga vẫn tiến quân vào Donbass nhanh nhất kể từ tháng 3 năm 2022. Hai bên không ngừng tập kích lẫn nhau bằng một lượng lớn UAV tự sát. Truyền thông phương Tây cho biết là Mỹ có thể đồng ý NATO mời Ukraine gia nhập nếu bà Harris thắng cử. Tình hình của Triều Tiên cũng căng thẳng khi mà hiến pháp của Triều Tiên gọi Hàn Quốc là quốc gia thù địch và cảnh báo là Tổng thư ký Liên Hợp Quốc có thể phải chịu trách nhiệm về việc leo thang căng thẳng ở bán đảo Triều Tiên. Tuy nhiên gần đây thì nhiều dự báo cho thấy rằng vàng có thể giảm mạnh về ngưỡng 2.500. Trên thế giới, quan sát tin rằng nếu ông Donald Trump thắng cử thì xung đột giữa Trung Đông và Ukraine sẽ bị triệt hạ. Cho đến nay thì chưa có kế hoạch giải pháp cụ thể nào được ông Trump cập nhật. Nhưng với những quan hệ cá nhân của cựu tổng thống đã tạo nên với ông Putin và ông Kim Jong-un thì không ít người tin vào khả năng giải quyết căng thẳng tại điểm nóng này. Theo một cuộc thăm dò thì ông Trump lần đầu tiên có tỷ lệ giành cơ hội thắng cao hơn bà Harris. thì tỷ lệ thắng của ông Trump là 55%, so với bà Harris là 45%. Còn lại về trên, chúng ta quay trở lại trải biểu đồ vàng chúng ta, thì chúng ta thấy được là cuộc tranh cử tổng thống vào hôm mùng 5 tháng 11 này nó sẽ quyết định rất lớn. Nếu bà Harris vào thì bà Harris cũng có thể là chính sách là mời Ukraine vào NATO. Nhưng với ông Trump thì ông chỉ quan tâm đến kinh tế của đất nước Mỹ thôi. Cho nên nếu ông Trump lên thì vàng mình nghĩ nó sẽ giảm đấy các bạn. Giảm dài hạn luôn. Vậy thì chúng ta nhìn thấy chart biểu đồ này. Với cái chart biểu đồ này thì chúng ta thấy Ben thì đang mở ra. Nhưng mà nó có một cái là cái THI thì nó mới đang hướng lên cái vùng quá mua rồi các bạn. Đấy, chỗ đoạn này cũng khá là khó để tăng mạnh. Vì là mình nghĩ là nó sẽ có những cái nhịp mà tăng điều chỉnh xong lại tăng xong điều chỉnh. Đoạn này nó đang bò lên rồi, chứ nó không phải tăng dốc như cái thời điểm này nữa. Đó, chúng ta nhìn thấy không? Nó vẫn có lực tăng thắng thế, lực bán. Cho nên ở vùng các đường EMA thì vẫn đang nằm trên giá. Và chúng ta nhìn thấy cái vùng hỗ trợ cứng của nó ở tận vùng dưới này cơ. Ở trên khung này. Còn về đến khung 4 giờ. Về đến khung 4 giờ thì chúng ta nhìn thấy được sau khi mà giá nó hồi xuống dưới đây, tạo một vùng đáy ở đây, giá tăng thẳng lên trên đây rồi. Và chúng ta sẽ chờ những cái cú mà điều chỉnh để chúng ta mua vào thôi. Chứ chúng ta mà lao vào đây chúng ta bán thì cũng hơi dở các bạn. Vàng nó vẫn đang tăng rất mạnh. Chỗ này nó có một cái miếng búa nhấn chìm ở đây. Ngay lập tức nó được đỡ giá bởi cái vùng dưới này. Mặc dù chưa chạm về đường MA đâu nhé các bạn nhé. Ben thì chúng ta nhìn thấy được Ben nó đang bó mà. Ben bó vào thể hiện cho là sắp có một cái cú bùng hoặc sắp có một cái cú xả điểm. Thì mình nghĩ là với cái RSI mà cắt xuống vùng dưới này như này thì nó sẽ điều chỉnh về vùng 50. Thì giá vàng đâu đấy nó cũng sẽ điều chỉnh về dưới này. Đấy, xong khi đó trước khi nó tăng tiếp. Về đến khung 1 giờ. Về đến khung 1 giờ thì chúng ta nhìn thấy được ngày hôm qua thì mình cũng có dự báo là lúc đấy nó về 25, 26. Nhưng mà sau khi đấy mình thấy lực xuống mạnh quá. Mình có báo lại trên nhóm là anh em cẩn thận, vàng nó về đến 16. Vàng dự sóng về đến 27, 16. Anh em đừng buy ở điểm 25, 26 nhé. Đó thì ngày hôm qua vàng nó về đúng đến 15 các bạn ạ. Xong rồi đó nó lại bật lên rồi này. Vậy thì giá vàng ở trong phiên ngày hôm nay mình nghĩ là với cái cú bật tăng này thì nó sẽ quay trở lại cái vùng đỉnh 38 này một lần nữa. Xong khi đấy nó có xuống hay không thì chúng ta chờ quan sát ở vùng 38 này. Và với tín hiệu này chúng ta vẫn tìm kiếm cơ hội canh mua lên là nhiều hơn là canh bán các bạn nhé. Chỗ này canh bán là hơi nguy hiểm. Đó, về đến cái khung M15. Với khung M15 thì ngay lập tức là chúng ta nhìn thấy được cái biên độ bắt đầu nó cắt nhiễu của giá vàng này. Giá vàng nó bắt đầu cắt xuống này. Nhưng mà đừng đỡ giá vào cạnh MA200 này và đi lên này. Đi lên thì chỗ này nó đang có vùng cản và nó phá qua vùng cản ở vùng 25 rồi. Thì mình nghĩ là vàng trong sáng ngày hôm nay nó vẫn tiếp tục tăng các bạn ạ. Mình cần chú ý cái vùng 30-31 này nữa. Nếu mà lên qua vùng 30-31 thì vàng rất dễ nó lên đến lại vùng 38. Nếu mà vàng ở trên giá này, vùng 30-31 mà không phản ứng xuống thì chúng ta sẽ canh lên được đến vùng 38. Ngày hôm nay thì vàng nó đang ở trong cái thế hỗn loạn các bạn. Nếu nó lên vùng 30-31 phản ứng thì nó về được đến vùng 2704. Kịch bản đầu tiên mình đưa cho giá vàng. Hôm nay mình xét kèo thì mình cũng hơi phân vân. Là lên đến đây nó sẽ giảm về đến vùng 2704. Đấy là kịch bản đầu tiên. Là kịch bản này cũng khá là khó xảy ra. Đó, kịch bản thứ hai là mình sẽ đưa cho giá vàng theo cái kịch bản chính của mình. Là nó tăng lên đến đây. Sau đó nó hồi về test lên đây và nó phi đến vùng 38. Vậy thì mình sẽ canh mua lên ở vùng 2618. SN thì chúng ta sẽ đặt ở 2613. 2718 và SN 2713. Và TB nên là 2737 và 2738. Thì đây là cái vùng mà mình canh mua trong ngày hôm nay. Còn về kèo canh bán thì mình nghĩ là sau khi về được đến vùng 38 thì nó sẽ có phản ứng. Thì mình sẽ canh bán ở vùng 2739. SN chúng ta sẽ đặt ở 2743. Và TB thì chỗ này chúng ta chỉ TB về 2726 thôi. Thì đây là về kèo canh mua và canh bán cho ngày hôm nay. Thì các bạn luôn luôn nhớ xu hướng chính là xu hướng tăng, chúng ta sẽ canh mua nhiều hơn canh bán. Vì mua 5% thì bán chỉ 3% thôi. Đây là về nhận định xu hướng giá mình vàng của mình ở trong phiên ngày 22 tháng 10 năm 2024. Chúc toàn thể quý anh chị và các bạn một ngày mới giao dịch đạt nhiều lợi nhuận. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào tạm biệt.